Con con hôm nay thì bắt đầu lông nó bắt đầu bóng, có độ bóng mướt rồi. À, hai cái, ba cái. Đấy rồi. Ê, một đực này. Đực to. Đực tốt là nó vẫn nằm một mình nó một chỗ. Đấy. Đây đực to này. Hôm nay thì cho con nó chắc người rồi. Hai đực đấy. Đấy. Hai đực gần nhau thế nào cũng choáng nhau. Tranh nhau một cái gì đấy là bụp nhau ngay. Cái này. Màu mảng cháy khét luôn. Ừ. Màu mảng cháy khét luôn. Không mở cửa ra lấy cái gì đi chắn. Đây còn cái này. Được tốt này. Đây còn được tốt đây. Chưa gì đầu đã bắn rồi. Ê. Chơi với nhau cứ chân thò lên trên đầu. Ê. Không đi vào thì thôi, đi vào này cho nó cứ súm mà. Thôi đi ra kia chơi. Không quan tâm gì đến, cho nó đứng ở đây cho nó một tí thì nó chán đi rồi ra tự chơi. Để cái thảm ra cho nó nghịch. Ra kia chơi với chúng nó đi. Thôi ra kia chơi với chúng nó. Ra chơi với chúng nó đi. Kìa chúng nó đang chơi kìa. Đang kéo co kìa. Cái quấn. Được. Kìa không ra chơi cái kia. Chơi cái thảm kìa. À, còn mỗi con cái chơi à? Ê. Khỏe chứ. Ừ. Chơi cuối cùng đấy. Chơi tí vứt cái thảm ra cho nó giằng nhau tí mà nó đã chán rồi. Được tốt. Và hai cái. Đấy. Màu máng con nào con đấy nét căng luôn. Cái đực to này. Đực đực to với đực nhỏ thì phân biệt dễ nhất là phân biệt dựa vào cái bàn chân. Đực nhỏ bàn chân trước của nó là nó có chấm đen ít. Đực to là cái chấm đen nó nhiều. Chấm đen ở bàn chân nhiều. Này nó vẫn là cái thằng nó rất là độc lập. Hôm nay thì nhìn lông thì bóng rồi. Cái đợt này là cái đợt nó thay lông. Có thể 2-3 ngày sau này nhìn nó đã có độ khác rồi. Vì cái lông sợi của nó đang mọc ra. Thế nó mọc dài ra thêm một tí thì nhìn là nó đã bóng hơn rồi. Cặm gì đấy, linh tinh gì đấy. Đang khá là bất cập cái mấy cái cây xanh. Mấy cái cây xanh để mà cho nó mát.
có mấy cái cây xanh để cho nó mát, nhưng cái lá xanh của nó thì nó độc. Hôm nay là con cái đen này là có chủ này, còn bàn chân nó có tí chấm đen một tí ở cái dải màu vàng à. Đó, còn hai con chân vàng hết thì vẫn đang tìm chủ. Đây, con này hôm nay có chủ này. Đó đấy. Chờ một tí nữa là vào chuồng rồi chuẩn bị ăn. Đực to. Cái. Đây, tụ hết vào chỗ rồi. Hai đực ba cái. Đây là còn mai này sẽ còn hai đực hai cái. Rồi, cái này. Đực to này. Đực tốt kia. Vẫn cứ một mình nó một chỗ. Cái này hôm nay có chủ này. Rồi. Cho nó chạy lại đằng xa quá. Mà phải ngồi yên chứ nếu mà lại gần thì chúng nó lại bám vào người mình. À, lại chạy về đằng này rồi. Ok. Chào hai đứa, nó phát hiện ra ngồi xuống rồi. Ngồi xuống nó phi lại ngay. Ừ. Thôi được rồi, ra kia chơi, ra kia chơi, ra kia chơi. Lại ra đằng kia chơi. Bọn nhóc con này nó muốn vào trong chuồng ăn lắm rồi đấy. Đến giờ ăn rồi mà. Cho nó ra chơi tí rồi cho nó vào ăn. Ăn sau. Tiện nghỉ giải lao. Tiện nghỉ giải lao quay cho mọi người ngắm cuốn con cho con tí. Đây. Mồ hôi ướt hết áo này. Nghỉ giải lao cho nó tiện cho nó ra ngoài chơi quay một tí cho mọi người ngắm. Video sau này sẽ chỉ còn 4 con thôi. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé.